Mến chào cô chú anh chị và các em. Bây giờ tới mùa nho ở miền Bắc California. Chợ trời bán rẻ lắm, vừa tươi vừa ngon nữa. Trái cây rau cải, Thảo mua cây giống về, chia sẻ với bà con cách xuống giống cây, cho ít chăm sóc mà trái nhiều, cây phát triển tốt. Rồi cùng làm vườn chung với gia đình Thảo nha. Bữa nay tới mùa nho rồi. Khi Thảo thấy hai cái cô chú này ở dưới cách đây á, San Jose, cách San Jose khoảng 3 tiếng lái xe. Tới mùa nho là đem nho lên đây bán nè. Tối này là $2 một pao. Nho xanh ở giữa á, là hết rồi. $1 thôi, còn ở bên kia nho nhỏ nhỏ hơn, nho làm rượu á thì $1.50. Dạ. Chào chị. Dạ đi gặp chị nữa. Thảo quay phim là nghe giọng Thảo cái có mấy chị khiều khiều. Nho này ngon lắm á, hái ở vườn luôn nè, mới hái luôn, lá còn xanh lắm. Nói chung là nho này là nho tươi á, mình mua ăn rất là ngon luôn. Rất là tươi luôn. Khô hả? Nho khô $1.50. Ông phơi ông bán hả bà? Cho thử luôn. Nho khô. 37 and 5 42. Có nhiều người mua thùng thùng luôn á. Nhiều người ba thích ăn tuần đi chợ trời mua cái để ăn cả tuần. Cái này là tươi á, mình để lâu được. Nho tươi thấy mắc hàm. Bây giờ là mùa nho ở vòng vòng mấy cái vùng quê á, cách đây khoảng 1.5 tiếng 2 tiếng lái xe là có nhiều nho lắm. Còn cái này là nho làm rượu, nhỏ nhỏ chùm chùm vậy đó. Hồi trước Thảo có trồng cây á, trái dữ lắm, trái luôn. Cái lọ nho xanh làm rượu này nè, mình mà trồng là trái nhiều vậy đó. Nhưng mà không có lớn. Khi mà trái chín cũng ngọt lắm. Cô chồng của Thảo nè, cô hai Cali đó. Ở dưới Nam Cali lên đi chợ trời. Cho cô gửi lời thăm đại gia đình của Thảo Cali nghe, chúc mọi người được nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô. Thấy ham quá à. Bữa nay đẹp quá, nho đẹp quá hả cô? Nho quá, chị thấy ham luôn. Bữa nay ra nữa. Chỉ có cây ổi ruột đỏ nữa. Trái bự luôn. Nay có bông nhiều lắm. 90. Rồi, lá sâm chị, lá sâm nhiêu cây vậy? 45 đô mà có cho lá rồi, về mình dò mình uống luôn. À, bự quá ha. Ừ, bự lắm. Nhiều quá hả chị? Nhiều, có 4 chậu. Còn mấy chanh dây nhiêu? Chanh dây 30. 30 đồng. Trái rồi, thấy không? À, bự quá, trái nhiều. 25 đồng đâu có trái. Mình là trái đùm đùm luôn. Ổi, ổi chỉ nói là bắt ngắt cái đọt, nó sẽ ra bông. Ra bông này, chỉ ngắt cái đọt nè, ra bông quá chị. Ra trái nè. Cái này bí quyết á, chị bán chị chia sẻ nhá. Ngắt đọt ra bông. Đâu phải ổi xuống đi. Ổi trồng ấy phải. Không phải cây, trồng lông. Chị bác hỏi ổi chiếc hay ổi trồng? Cái này hả? Cái này trồng cơ hộp. Dạ trồng. Trời ơi, trồng lớn lên này luôn. Lên trái là bền lắm á nha. Hả? Trồng nó lên trái là bền lắm. Ngày 13 nha. Chồng luôn 90 đô. Chị nói hồi tuần rồi á, Thảo chỉ đọc số điện thoại cái người ta lợi ta mua mấy cái cây. Nhất là cái cây mà có con mèo á, nó không có tới á, ta mua nhiều lắm. Tại ở đây mèo hoang nhiều á. Mấy chị này nhà tự gieo hạt trồng luôn. Về hả? Rồi đi về. Anh bán ở đây thứ mấy từ thứ tư cho đến chủ nhật luôn. À, bán 5 ngày. À, từ 5 6. À, 5 ngày. Bà con cô bác hỏi Thảo á, nay Thảo hỏi số điện thoại của anh Thị cho bà con cô bác. Có nhiều khán giả hỏi số điện thoại của anh á để mua mấy cái sen đá xương rồng nhập nè.
Rồi bữa nay đọc cho em số điện thoại đi. 669-285-9125. Rồi gọi cho anh em tên Thủy. Anh Thủy, đó em lại quên nữa. Bữa nay nhiều tiệm không có bán anh ha. Thứ dạ. Năm rồi hơi vắng. Thứ bảy chắc đông hơn phải không? Thứ bảy chắc đông. Cái ối này bự á nha. Rồi nhỏ giỏi quá, cảm ơn nhỏ. Rồi để ba với mẹ trồng. Bữa nay trồng cây ổi xuống để trồng cho nó tốt lâu á, thì gia đình Thảo đào cái lỗ nè, sâu 7-8 tấc luôn, bề ngang khoảng 4-5 tấc á. Rồi chế nước nữa thử coi thấm không. Chế một đêm sáng thấy thấm quá chừng nè. Thảo nói Vincent đổ mấy cái trời đất ơi, lụm cái bịch lên con, mấy cái rác nhà bếp á, mấy cái này á cho có trùng, trùng nó thích ăn mấy cái rau cải lắm, vỏ cây rồi đó. Cái này là bao cát Thảo mua nè, cần có cát để cho nước thông thoáng đó, không có bị khô, tưới nước nước thấm vô cây á, tốt cây, dẫn nước vô rễ cây. Cái này là đất trộn tơi xốp, bỏ thêm cát vô rồi bỏ lắp bằng lại ở dưới phía dưới ha, cho cây xuống nó có đồ ăn. Rồi cái chỗ cho cây xuống, thường Thảo trộn đất cái bao đầu tiên là có rất là nhiều sơ dừa, cái bao thứ nhì là đất trồng rau cải, bao thứ ba là đất có phân gia súc, mình mua các loại khác cũng được, trộn đều với nhau vậy đó, trồng cây tốt lắm. Rễ quá trời luôn nè, hai vợ chồng kéo được cái ổi ra, ổi tốt quá ha, trồng xuống là nhanh có trái luôn. Ừ, bỏ giá. Rồi, ginh xuống, để xuống. Thái trồng á, có nhiều trái nên Thảo để cho Thái trồng. Cảm ơn Thái, để sau ngày thôi ha. Rồi, quá được. Rồi, bỏ đi. Hai vợ chồng trồng cây gây rừng. Cây ổi là Thảo thích lắm. Thôi được chưa, rồi để em làm lại cho. Cảm ơn Thái đẹp trai. Cười cái coi. Ổng trồng cây nhiều trái lắm cô chú anh chị và em. Ổng vui lắm. Nhưng mà ổng ngại, ổng không có nói. Tiếng Việt cũng đỡ mà mắc cỡ không nói. Thảo trồng về buổi chiều á, cho cái cây một đêm nó yên, sáng mai có nắng lên, cái trưa có nắng nữa thì chịu được rồi. Thường chiều mát mát là Thảo trồng. Coi chừng nó rớt cái trái ra nha bé. Cái cây rễ quá chừng luôn. À, có mọc cây con nữa kìa. Cây con nhiều ha. Mọc từ rễ lên hay gì. Rồi xong rồi Thái đi công chuyện. Bỏ ra xong rồi đi công chuyện. Giờ Thảo bỏ đất vô. Khi nào cây nho lớn thì cho bò lên cái dạng này. Chỗ này có nắng nhiều nè. Nho thích nắng. Ai hứa đi với chị nè nên sửa soạn. Chào cả nhà nha. Bữa nay hai chị em đi lại vườn nhà chị bạn. Hẹn rồi đấy ha. Bây giờ mình đi. Giờ mình chờ một khán giả tới. Tới chút. Trời ơi, đã dạ. Nguyên cái nhánh này luôn nè. Để em tự lặt nó nha. Cho em nhiều vậy chị, nguyên bao luôn vậy đó hả? Quý lắm. Với lại đà mình trồng nhà đó nó rất là tự nhiên ha. Chị không có xịt thuốc gì trơn á nè. Cái đó. Ôi coi đã kìa. Trời ơi, nó nhỏ dữ. Nhỏ bằng cái tô luôn nha. Nhỏ bằng cái tô. Rau má hả? Em thích rau má đó nha. Thôi em thích cái đào này nè. Bà con cô bác ơi, đào ngon quá. Ai nóng vậy? À, hồi đó nó có sẵn rồi á. Dở cái hai ba cái vách ra. Vách rồi phải không? Chỗ này lý tưởng nè, dễ thương á. Cái studio ha. Dễ thương không? Quá đẹp. Tình cờ gặp một cái chị cũng fan hâm mộ của Thảo Kali, và chị nói là chị biết Linh nữa. Rất là vui được biết chị, nhưng mà chị ngại lên video.
quay lén lén nè, quay sau lưng chị đi. Chị Mai. Nhưng mà chị che cái mặt lại chứ không có đồ. Chị Mai đi vòng vòng coi giường em chút đi. Ok rồi, đi tiếp tục nữa. Đẹp quá đẹp. Nhưng mà Thảo đặc biệt có mấy trái này cho Linh Gali hái nè cả nhà. Mở ra cho bà con cô bác coi chị Linh này. Đây. Trái của nó như vậy. Cái vỏ đâu ăn được ha. Cái mình đập ra mình ăn phải không? Cái mình ừ, cái hộp thôi, cái hộp cái mình nướng mình ăn á. Nướng lên phải không? Hay ăn sống? Nướng. Đây nữa nè. Nướng, hay mình nấu mình hầm được cũng được hả chị? Ừ. Đây. Làm bánh. Làm bánh nữa. Làm bánh luôn ha. Ừ. Đặc biệt có mấy trái. Có mấy trái thôi. Cho chị đẹp hái. Thank you. Chị không có biết, bữa nay chị tưởng Thảo biết thành ra. Dạ. Vậy là đồ là cũng có duyên rồi chị. Dạ. Có duyên á. Không có duyên lắm á, chị cũng muốn gặp Linh mà. Mà chị ngại tại vì mình chưa có biết, chị cũng không biết sao liên lạc. Bởi vì chị liên lạc với Thảo hồi xưa 3 năm trước. Vô tình thấy cái Thảo thì chị thấy cũng thấy thương, thấy thích. 3 năm trước á Linh. Dạ, 3 năm trước. Dạ. Cái xong rồi đó chị mới đâu có biết Linh đâu mà coi. Thảo biết mà thấy có Linh mà phải thấy chung nhau. Dễ thương quá vậy. Thế hả? Chị ra vườn không? Đi ra vườn coi thử. Coi chị đem gì lại cho em giờ. Bữa nay chị bàn. Chị Hà mở em ơi. Chị quảng cáo với bà con cô bác. À, cái này một món rất là ngon luôn. Ừ, bữa chị bạn á coi fan của Thảo á, xong mới chị mua, xong biết làm sao chị nhắn tin chứ. Em ơi bánh ngon quá, mấy đứa con của chị nó ăn hết rồi. Mỗi đứa ăn hai cái mà tất cười quá nó cười vậy á chị. Rồi chị khen em cũng mừng. Ừ. Để em lấy cái dàm cắt ra thử nha. Cái mở cái cà phê đó. Cái cà phê nhìn đẹp ha. Chị nhiêu cái này chị? Hai đồng thì chị cho. Nhiêu nhiêu? Hai đồng cái. Cho đồ ăn ở nhà mà còn cắt giùm nữa. Ờ, ngon ha. Ừ. Chị ăn miếng đi. Trời ơi, chị bán mà em lo gì. Hai đô hả? Lâu lâu lại cho em quảng cáo giùm cho bà con cô bác có ai mua ủng hộ chị. Chị làm sao không? Cái đây là chị làm kim chi, trứng, sữa, ít đường lắm. Chị đường là chỉ rau câu chút xíu thôi, chứ còn ở trong là chị không có bỏ đường, chị bỏ sữa. Mà sữa cũng không có sữa ngọt nha, sữa vừa thôi, chứ ngọt quá, ăn nó không có tốt. Chị ra giường em chơi. Nhiều người cũng thích lắm. Ừ, ra giường em chơi. Ừ, để hái lá sâm phải không? Ờ. Ờ, ok. ăn chỉ đem lại mà mình không ăn, chỉ buồn. Mời cô chú anh chị và các em ăn bánh lăng. Kim chi nha. Kim chi. Thơm thơm. Chị bỏ vanilla nữa cho nó át cái mùi trứng đi. Vanilla mà mua bên này là nước nha, chứ chị có mua bột không? Chị cái ở ngoài là rau câu hả? Rau câu dẹp. Ừ, rau câu dẹp. Ở trong là giống như bánh lăng rồi kim chi. À, hai ba thứ ở trong luôn chứ không phải bánh lăng không, mà nó rất là không có lỗ á, mịn. Ừ, trứng. Ngon em thấy ăn ở ngoài ngon. Ừ, đúng rồi, có nhiều người thích ăn ở ngoài đó. Ừ, chị làm có ngọt cái lúc mà nó trong thì hơi ngọt ngọt ở ngoài thì được. Ừ, ngoài em ăn được nè. Ừ, bà con cô bác có ai có tiệc tùng á hay mình thích ăn bánh này nè, thơm thơm béo béo không có ngọt lắm, thì mua ủng hộ giùm chị Hà nha, bạn mẹ của phụ huynh. Lâu lâu lại chơi, bữa nay lại xin lá sâm rồi cho Thảo. Tại con biết ông xã anh Thái với Vincent thích này mà Thảo không có làm. Mà Thảo không ăn ngọt. Bắt hai cho con không ăn ngọt luôn. Lâu lâu Thảo ăn xíu thôi. Tại chỉ làm không ngọt. Cảm ơn chị Hà nha. Không thấy gì. Rồi đi hái nó xong vậy. Đây, đây hái. Cảm ơn fan của Thảo Cơ Ly ủng hộ mình cũng nhiều lắm á. Ừ, ai cũng gọi đó. Ừ, mình là khách, mình là fan của Thảo, coi của Thảo nè. Trời ơi, quá trời luôn, cũng mừng. Chị lại chị nói Thảo ơi, cảm ơn cô chú anh chị em mấy tháng nay ủng hộ. Ừ, ủng hộ. Ủng hộ cho nên nó Thảo, cảm ơn Thảo, đang kêu Thảo. Trời, còn đem lại cho Thảo nữa, Thảo nói trời ơi, lên ký. Lâu lâu Thảo mới ăn ngọt, thường không ăn. Nhưng cũng lâu lâu em phải có một chút, chứ nếu mà không cử quá, cũng hơi làm đi cho chống mình. Chống mặt, không có ăn đường hoài, em hay chống mặt. Để đi hái lá xong chị đi, ơi. Đi, nó cũng nhiều lắm. Vậy hả? Thấy hả? Em nói là hái đây, con thấy lá già phải không? Hái lá già màu xanh đó chị. Đúng rồi, lá già nó mới ấy phải không? Nó mới thu trên phương quanh nóng lắm, nóng. Trời ơi. Chiếc nè.
nó bán có ba mấy đồng á. Ừ. Hái hái gì giò ăn đi chị, bữa nào rảnh thì lại hái. Trời đẹp quá, dễ thương quá, so cute quá. Ủa em đi cái nào mà đem về mấy cái xu Việt Nam là cái nào vậy? Đây nè. Đâu? Đó. À, chụp cái bà cố này hả? Chụp cái bà nặng ghê hả? À, giá gì mong nó xoay. Nó xoay xong nó ra đây, sau này nó bắt đầu kinh tế đỡ đỡ là người ta làm bằng cái máy đúng không? À, giờ ta làm bằng điện motor. Motor đó mà cũng là nghiền nó vậy, nó nghiền rồi nó cũng chảy như vậy nè. Trời ơi, hồi đó cái lúc bánh xèo là cứ đi ra đó là xay vậy đó, ngâm nước bánh xèo chứ hồi đó đâu có bột của đâu. Trời ơi, nó nặng lắm á Thảo. Quay chị Hà với nguyên khu vườn của em rồi đó. Lâu lâu em đi ra em quay. Bà con hay kêu cập nhật hoài mà lúc này em cứ đi quay nhà của mấy bác mấy cô hàng xóm. Hái nhiều đó thôi, không hái nhiều hả chị? Thôi bây giờ về làm một ly. À, táo chắc chừng mấy bữa nữa, 10 bữa thì ăn được, còn muốn ngọt thì ba. Đây là 20 táo dài ngàn. Hay là táo tròn? Táo này nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ý là chị thấy nó dài phải không, nó không phải tròn. À, nó không tròn, nó dài, nó ngon, nó mắc tiền hơn hình như là táo tròn á. Đúng rồi. À, vậy không? À, nó ngọt. Ừ. Nó giòn. Em nước nó nhiều tiền lắm á, em ít tưới lắm. Nhà chị Mobile Home thì ok, cái nhà mà hao rồi đó. Cây ăn trái từng em tưới 1 lần 2 lần à. Không tưới nhiều. Chui tanh đẹp. Tính ra Thảo trồng sen đá cũng nhiều ghê, siêu tầm cũng dữ ha. Nhiều. Bữa nay dọn vườn chặt được mấy cây mía nè. Để ông Thái ông chặt, ông cho mấy bạn. Có hai loại mía, một loại mía giống thanh diệu vậy đó, với lại một loại mía giống mía đường, nhưng mà mềm chứ không có cứng lắm. Hả? Cái đọt đó là để trồng á Thái, coi có ai trồng không cho người ta. Bạn Thái có ai trồng không? Mấy cái đọt là trồng lên hết á. Thảo mới trồng lại vườn sen đá nè. Bữa đi á cái không có tưới nhiều, nó khô. Còn cái này là làm một ngày á. Giờ rất là tơi xốp luôn, trồng lại dâu. Dâu tây. Hai vợ chồng làm vườn. Thái thấy mấy chiếc xe này đang đi quét dọn đường nè, chuẩn bị để tráng nhựa đường. Thảo nhớ là hồi xưa mới mua cái nhà này thì người ta tráng nhựa 1 lần, giờ cũng hơn 10 năm rồi, người ta tráng 1 lần nữa nè. Thì Thảo thấy người ta xịt cho thiệt là sạch. Rồi xịt cái gì ở dưới đây nữa nè. À, thì ra là người ta đổ mấy cái nhớt xuống mấy cái lằn nước trước. Ta đổ xuống mấy lằn nước nè cô. Thì ta đổ nhớt xuống đây nè, người ta đang giống như quét dọn rồi đổ mấy cái nhớt xuống lằn nước. Đi chợ về hả cô? Dạ. Bữa nay gia đình Thảo chia sẻ cuộc sống ở miền Bắc California, cuộc sống của người Việt ở hải ngoại cho bà con cô bác khắp nơi coi. Gia đình Thảo cảm ơn đã ủng hộ nha. Hẹn gặp lại trong video mới. Chúc cô chú anh chị và các em luôn khỏe và bình an. Tạm biệt cả nhà.